Đây là một trong những video dài nhưng mà nó rất là quan trọng, và tôi sẽ về các cái thẻ mà chúng ta sẽ dùng. Nên các bạn phải biết rằng là một sự thật là có khoảng tầm 90-95%, 95-97% người nào mà sử dụng YouTube và upload video, họ không làm việc này. Tức là họ không cho những cái thẻ vào trong cái bao của mình. Và cái thẻ đấy là những cái thẻ chú thích. Và chúng ta có thể dùng cái thẻ chú thích rất là nhiều công dụng mà chúng ta có thể dùng cái thẻ chú thích. Và cái này sẽ mang lại cho các bạn là rất là nhiều các cái lợi ích. Và đầu tiên chúng ta nhấn vào chỉnh quản lý video và sẽ nhấn vào chỉnh video. Sau đấy chúng ta vào cái phần là chú thích hoặc là annotation ở đây. Và khi các bạn có thể nhìn thấy rằng là khi mà các bạn vừa vào đây xong các cái thì các bạn có thể dừng video hơn. Và các bạn có thể nhìn thấy rằng là một cái đường cái đường timeline ở đây, thì các bạn có thấy là cái video này của tôi là dài 26 giây. Và khi mà các bạn nhấn play thì cái phim nó sẽ chạy, mà các bạn có thể kéo cái đường này đến cái khoảng giữa video thì nó sẽ hiện ra cái đúng cái đoạn nào mà cái hình ảnh như nào thì hiện ra đúng trên màn hình như vậy. Và các bạn có thể là thêm một số các cái chức năng vào đây. Và đầu tiên, cái video đầu tiên đó là cái bong bóng lời thoại. Và chúng ta có thể là cho to, nhỏ nó là có 50 điểm ở đây thì các bạn có thể là chuyển di chuyển tùy ý các bạn. Và các bạn có thể gõ một vài cái chữ vào đây. Như là kiểu đây, gõ chữ vào đây. Và các bạn có thể di chuyển cái này tùy đi chỗ nào muốn. Và các bạn ở đây có một cái chức năng mới, đó là chức năng là normal hoặc là impact. Impact tức là cái hiệu ứng, và các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái khung ta thì cái thiệu của chúng ta thì nó cái chú thích của chúng ta ấy, nó sẽ có một cái hiệu ứng đổ bóng, và khi mà các bạn chuyển về normal thì nó sẽ không có đổ bóng nữa. Các bạn có thể di chuyển về bất cứ chỗ nào các bạn muốn. Và có thể cho to, nhỏ, lớn, bé gì tùy các bạn. Và có thể thay đổi cái kích cỡ chữ ở đây. Và cho cái khung nó to lên, di chuyển đến chỗ nào tôi muốn. Cái chữ ở đây thì có thể là mình cứ chọn có hai màu đen hoặc là màu trắng. Và cái màu của cái khung thì các bạn có thể chọn là các cái màu trong cái bảng màu này. Và nếu như mà tôi chọn màu đỏ thì tôi có thể chuyển cái chữ sang màu trắng để cho nhìn nó dễ. Và khi mà tôi sẽ đến nhìn cái biểu đồ thời gian này thì các bạn có thể thấy là cái ghi chú này nó dài, cái chú thích này nó dài 3 giây. Và khi mà các bạn có thể là khi mà các bạn dùng này thì các bạn bỏ vào những chỗ nào mà các bạn chính xác, chỗ nào các bạn bỏ vào và thời lượng mà các bạn mong muốn thì các bạn có thể là kéo cái này để cho nó dài đến hết cái video, có thể kéo nó dài. Ví dụ các bạn tôi kéo dài đến thành tầm 7 giây thì nó bắt đầu chạy từ 8 giây đến giây thứ 15, và các bạn có thể kéo về 5 giây thì cũng được các bạn. Và khi mà chúng ta chơi cái video đấy thì là cái thẻ sẽ xuất hiện là đúng cái thời điểm của nó là đây là 5 giây. Các bạn đây tôi nhắc lại là các bạn sẽ có cái cỡ chữ này, có màu chữ này và cái màu khung. Và các bạn có thể là lựa chọn cái thời gian đầu và thời gian kết thúc. Và nếu như các bạn muốn thì cái link cái thẻ này các bạn có thể là tích vào được, thì các bạn nhấn tích vào chữ link này, thì khi mà các bạn cái link nó đến một cái video, nếu như ai đến mà đến một cái link này, cái video nó sẽ dừng lại, video này sẽ dừng lại này, và nó sẽ chuyển đến cái video. Và khi mà ví dụ giả sử chúng ta có thể để cái thẻ này ở cuối mà người xem xong video thì mọi người có thể đến cuối mà mọi người click vào cái link để sang video khác. Và mình có thể là cho cái link ra đầu tiên thì các bạn xem. Can't see it there because the cursor is there. Bring that down. And okay, then. Thì các bạn có thể nhìn thấy là khi mà chuyển video này đến, các bạn có thể đảm bảo rằng là cái thẻ của chúng ta nó sẽ nổi trên cái nền của video. Các bạn chọn màu.
Và các bạn có thể lựa chọn rằng là cái video mục đích của các bạn là khi mà các bạn bỏ cái thẻ vào đây thì là nó sẽ bắt đầu vào từ giây thứ bao nhiêu, phút thứ bao nhiêu, và mình có thể là lựa chọn các bạn muốn. Và ví dụ như là mình có thể là để một cái video khác để mà mình gọi là chú hoặc là mình trích dẫn cho cái video này, thì các bạn có thể chuyển đúng cái thời điểm các bạn muốn. Và chúng ta có thể là cho một cái xuất phát vào đây. Và khi mà mình click tích vào cái dấu opening link window thì là nó sẽ mở cửa sổ mới cho các bạn. Đó là thi thoảng thì là các bạn có thể không kiếm được cái link playlist ở đâu thì các bạn phải vào cái phần playlist ở trong cái kênh của mình và các bạn copy cái link playlist bạn cho vào. Và các bạn phải copy cả toàn link của các phát này thì mình mới có thể hoạt động được. Và mình có thể chọn là link đến kênh của mình chẳng hạn. Khi mà mình cho cái kênh của mình vào đây thì link link kênh hoặc là cái tên kênh của mình vào đây thì nó sẽ mở lên cửa sổ, mở cửa sổ mới, và chúng ta cũng sẽ chuyển người dùng đến cái kênh của chúng ta. Và mình có thể cho người dùng đến cái kênh cái trang Google Plus của mình. Và có thể, ngoài ra thì đây là một cái rất là tôi rất là yêu thích cái chức năng này, đó là chức năng subscribe, tức là chức năng đăng ký. Và khi mà mình copy cái mình gõ cái tên kênh của mình, khi mà các bạn kênh các bạn lớn rồi các bạn thì gõ kênh, còn nếu không các bạn gõ cái link của cái kênh của mình vào, thì khi mà người dùng mà click vào cái đường link ấy thì nó sẽ chuyển họ đến một cái cửa sổ, và cửa sổ nó sẽ tự động là hiện ra cái nút đăng ký cho họ. Để các bạn thể nhấn vào chữ preview này thì các bạn để xem. Thì và nó sẽ chuyển thẳng đến cái link kênh của mình và nó sẽ gửi cho mọi người một cái nút để mọi người đăng ký. Đây là một cái chức năng rất là hay của YouTube. Khi mà chúng ta có người đăng ký rồi thì mình có thể email hoặc là mình có thể là họ có thể nhận được thông báo khi mỗi khi mình có cái mới. Và các bạn có thể một số các chức năng khác, ví dụ như là fundraising project, tức là những cái dự án mà cần được cấp vốn. Đây, như có những cái tôi đã nói, bạn có thể thay được các cái thứ như là link các thứ, rồi là màu chữ cái chữ màu minh tinh. Và mình có thể gửi mọi người đến một cái website mà mình muốn liên kết. Và các bạn biết là cái website này phải được xác minh ở trên Google cộng, hoặc là mình xác minh ở trên kênh của mình thì mình mới cho được vào link vào. Và mình có thể là mình cho các cái hàng hóa vào đây. Và ví dụ như là mình có một những cái, ví dụ như mình bán ao thun, hay là mình bán cái sản phẩm gì trên Clickbank, hoặc là mình bán bất cứ một cái gì đấy ở trên này. Các bạn có thể cho cái chỗ chữ hàng hóa vào đây, chữ mất vào đây, để thể là mình chuyển link để họ đến cái link mua cái sản phẩm của mình muốn. Và cái này là tôi nhắc lại một lần, cái thẻ chú thích này cực kỳ quan trọng, cái chú thích cực kỳ là quan. Thì các bạn có thể chọn các chức năng khác ngoài cái bong bóng điện thoại, có thể chọn là cái thẻ lý chẳng hạn. Và mình có thể chọn, có thể lưu ý vào tất cả các chức năng gần như là tương tự. Nếu các bạn muốn xóa cái thẻ lưu thẻ một thẻ, các bạn có thể nhấn vào cái thùng rác. Và mình có thể là thêm thẻ lưu ý vào đây, thì các bạn có thể thấy là có hai cái thẻ nó đè nhau, và mình tất cả các thứ chức năng hoạt động gần như là tương tự nhau, dần như tương tự với lại tôi vừa mới dẫn cho các bạn. Đấy thì các bạn đấy thì là các chức năng nó gần như tương tự, và cái này có 4 điểm để mình di chuyển để thay đổi cái kích thước của nó. Ngoài ra thì các bạn có thể cho thêm các cái thứ khác như là để chẳng hạn. Vâng, cái tiêu đề này thì là nó là một cái ô rất là lớn, và các bạn có thể có một cái tên đề của cái video, hoặc là that's where it will appear, and again the colors will be different as you choose, but so the only difference between notes and speech bubble is the speech bubble's got a little thing on leading to somebody talking. Là để chẳng hạn. Next one we want to do, I'll get rid of that one. Vâng, cái tiêu đề này thì là nó là một cái ô rất là lớn, và các bạn có thể có một cái tên đề của cái video, hoặc là mình có thêm một cái dòng gọi là tên
lớn của cái dao này, hoặc là cái dao có thể có chữ rất là lớn 4872 hoặc là đấy, thì và cái thì nó chỉ có chữ không có gì cả. Và có thể bỏ lên ra đầu ra cuối tùy các bạn. Và mình vẫn có thể chọn các cái chữ và màu khác nhau. Đây là một cái cách rất là dễ dàng để mà mình có thể thêm một cái đề vào trong cái video này. Và mình có thể thêm là cái tiêu điểm vào đây, và một cái điểm này có tác dụng. Ví dụ mình muốn một quý và một cái click vào cái chữ link online này chẳng hạn, thì mình có thêm cái tiêu điểm cho nó, và một cái nó sẽ có một cái khung ở xung quanh cái chữ online. Mà nếu một người mà nhấn vào cái link, mà nhấn vào cái chữ online này có thể chuyển sang đến một cái trang đích, một cái video của một website tùy các bạn. Và mình có thể là thêm mấy cái dòng chữ để mọi người cho nó rõ, là ví dụ như là hãy nhấn vào đây để thấy, để xem nhiều hơn, hoặc click here for more chẳng hạn. Và mình có thể vẫn có thể là thay đổi cái cỡ chữ và màu khung các thứ như theo như mình muốn. Và mình có thể thêm các cái link của cái website, hoặc thêm các cái link muốn cho họ vào đây. Và mình vẫn có thể thêm các video, hay tùy các bạn cho thể thêm các thứ khác vào đây cũng được tùy. Và cái khung này thì nó có một cái giới hạn, là các bạn có thể nó to đùng cho toàn màn hình được. Và khi mà chúng ta kết thúc cái video, mình có thể cho một cái hình hoặc là một cái đoạn mà kiểu giới thiệu về cái video khác của mình, và khi mà mọi người một click vào đấy thì mọi người có thể vào được các cái video kia. This is how you do it. You just put that box around the text that you want, size it to whatever size you want, by grabbing the handle correctly, move that around, and then put your link in to wherever you want, but above all to get people to watch your other films and to subscribe to your channel. All of that comes with this little simple button here, annotations. Và sau khi bạn nhớ là khi mà mình đã xong rồi thì nhấn áp dụng thay đổi, hoặc là gọi là publish ở đây, là mình có thể lưu lại. Và đừng có quên việc làm này. Hẹn gặp lại các bạn.